Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với buổi tọa đàm chuyên đề của Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cùng hiện diện với Đức cha Giuse có cha Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn, đặc trách ứng sinh linh mục giáo phận Phú Cường, và con là Mata Nguyễn Thị Mộng Tuyền. Kính thưa Đức cha Giuse, hướng đến Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57, Chủ nhật 21 tháng 5, lễ Chúa Thăng Thiên năm nay, dựa trên chủ đề của Đức Thánh Cha Francisco cho sứ điệp truyền thông năm 2023, trích từ lời của Thánh Phaolô gửi cộng đoàn Efeso là nói bằng trái tim, sự thật trong tình yêu. Trong cương vị là Đức Cha, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha đã và luôn tiếp tục đồng hành cách nhiệt tâm và năng động cùng cộng đoàn dân Chúa, cách riêng với những người làm công tác truyền thông công giáo. Cụ thể, tọa đàm chuyên đề hôm nay, Đức cha sẽ giúp triển khai sứ điệp truyền thông qua tìm hiểu chủ đề về sứ mạng, quản trị và văn hóa truyền thông và đạo đức truyền thông. Thưa Đức cha, khi đề cập đến truyền thông, thì đâu là những giá trị cốt lõi mà Đức cha muốn nhấn mạnh ạ? Tôi muốn nhấn mạnh đến ba cái giá trị như ba cột trụ trong truyền thông. Nói một cách tượng hình, được ví như là ba cột trụ của kiền ba chân. Đó là, thứ nhất là sứ mạng, thứ hai là quản trị và văn hóa truyền thông, thứ ba đó là đạo đức truyền thông. Thưa Đức cha, khi nói đến sứ mạng truyền thông, Đức cha muốn công bố những thành tố nào? Trước khi công bố những thành tố trong sứ mạng truyền thông thì tôi muốn lưu ý những điểm cần xác định khi mà tham gia truyền thông. Đó là cái điều tiên quyết. Nhất là khi tôi truyền đạt thông điệp thì cho đến với người khác thì tôi xác định tôi là ai. Thứ hai là xác định tôi nói với ai, tức là ai là người mà tôi muốn truyền đạt cái thông tin. Và thứ ba là tôi nói cái gì để thông tin, cái truyền tải cái điều mà tôi muốn nói. Vậy ba thành tố trong sứ mạng truyền thông là gì vậy, thưa Đức cha? Cái thành tố thứ nhất đó là bồi dưỡng cái kiến thức nhằm nâng cao trí tuệ. Tức là khi mình làm cái công tác truyền thông như vậy thì mình sẽ giúp biến những cái thông tin đó thành cái vốn kiến thức của mình. Và khi biến thành cái kiến thức của mình thì được gọi là trí tuệ. Và điều này ứng dụng vào cái quá trình học tập và làm việc. Thưa Đức cha, chúng ta phải làm thế nào khi có quá nhiều thông tin khác nhau? Nếu có quá nhiều thông tin thì trước hết chúng ta phải biết chọn lọc thông tin. Thứ đến là mình phải xác định một cái điều rất quan trọng này là mình cần phải có cái tư duy phản biện, bởi vì truyền thông là một con dao hai lưỡi. Cái tư duy phản biện nó giúp cho chúng ta làm sáng tỏ và khẳng định lại cái tính chính xác của vấn đề. Nó cũng giúp cho chúng ta bày tỏ chính kiến, quan điểm và niềm tin của mình một cách khách quan và toàn diện. Rồi cũng nhờ tư duy phản biện mà chúng ta sẽ biết đánh giá vấn đề và đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất. Và một cái điều có thể nói không thể thiếu đó là cái tinh thần đối thoại và cái khả năng suy nghĩ độc lập, có một cái sự nhất quán và không bị ảnh hưởng bởi những đám đông hay là bị câu like. Và cuối cùng là ứng dụng bộ lọc thông tin của triết gia Socrates. Cái công cụ này nó sẽ giúp cho chúng ta thẩm định thông tin dựa trên ba cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là thông tin này nó có thật không? Như là được chúng ta chứng kiến hay là chúng ta chỉ nghe kể lại. Mà cũng nên nhớ rằng nhiều khi chính cái điều chúng ta nhìn hoặc là nghe cũng chưa hẳn là sự thật. Và cái điều thứ hai đó là cái thông tin đó nó có tốt đẹp không? Nó có phải là điều tốt đẹp cho cả người nói lẫn người nghe không? Và thứ ba đó là cái thông tin này nó có hữu ích hay không? Nó có quan trọng và nó có ích lợi cho những người có liên quan không? Và đặc biệt, người ta chỉ nên ghi nhận mà không có phán xét, tránh để những cái cảm xúc nó dẫn dắt và để tránh để mình rơi vào những ma trận cảm xúc. Vậy thành tố thứ hai trong sứ mạng truyền thông là gì, thưa Đức cha? Thành tố thứ hai đó là cái
truyền thông của mình nó phải làm sao để chạm đến được cái trái tim của người nghe. Thực sự cái này nó có ba cái đặc điểm. Thứ nhất đó là truyền thông cần chạm đến trái tim của người nghe. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở cho chúng ta rằng miệng chúng ta không được phép thốt ra bất kỳ một cái lời nói xấu xa nào, mà chỉ được nói những lời tốt đẹp để xây dựng và để mang lợi ích lợi cho người nghe. Kể đến, cái thông điệp mà chúng ta truyền đi nó phải là nói sự thật, mà sự thật ở trong tình yêu đó, phát xuất từ trái tim đến với trái tim, để giúp cho người nghe tự điều chỉnh tần số để nghe được cái nhịp tim của người khác trong chính trái tim của mình. Và cuối cùng là chúng ta xây dựng hòa bình, tránh phán xét và gây chia rẽ. Đây phải là cái trách nhiệm của hết mọi người. Thưa Đức Cha, vậy thì điều này áp dụng như thế nào trong tiến trình hiệp hành hiện nay của giáo hội? Vâng, trong cái tiến trình hiệp hành của giáo hội, nó đang là một cái điều rất là quan trọng đó. Như vậy, áp dụng điều này thì chúng ta thấy mình cần phải biết nói bằng trái tim ấm áp, dịu dàng, với ngôn ngữ hòa bình và thể hiện lòng trắc ẩn yêu thương và thu hút nhiều người tham gia. Và rồi mình cũng phải biết theo cái sự soi dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Xin Đức Cha giải thích cho chúng con về thành tố thứ ba của sứ mạng truyền thông. Nếu sứ mạng cái thành tố thứ nhất đó là mình củng cố cái kiến thức và gia tăng cái trí tuệ. Thứ hai, nó là để làm sao chạm đến trái tim của người nghe. Thì cái thành tố thứ ba, nó là làm cho cuộc sống của mình nó tốt hơn và nó có ý nghĩa hơn. Chúng ta ý thức rằng mình phải làm cuộc truyền thông, phải biết sử dụng truyền thông một cách khôn ngoan và làm cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Rồi việc này nó cũng đòi hỏi chúng ta phải tham gia một cách tích cực với tinh thần trách nhiệm, như là mình thi hành một cái sứ mạng cao cả. Dạ, nãy giờ thì Đức Cha cũng đã chia sẻ rất nhiều về cái cột trụ thứ nhất, đó là sứ mạng truyền thông. Vậy thì hồi nãy thì con có nghe Đức Cha nói tới cái cột trụ thứ hai là quản trị và văn hóa truyền thông. Vậy thì trong cái việc là quản trị và văn hóa truyền thông thì chúng ta sẽ quản trị thông qua những cái lĩnh vực nào vậy ạ, thưa Đức Cha? Về quản trị truyền thông thì đây cũng là một cái điều rất là khó khăn đó. Vấn đề cũng rất là quan trọng. Khi nói về quản trị thì tôi nói đến bốn lĩnh vực sau. Thứ nhất là quản trị bằng cái quyền lực cứng. Quyền lực cứng tức là những cái nguyên tắc, là những quy chế, những khu mẫu, những điều lệ, cái gì đó mang cái tính luật lệ. Nhưng mà thứ nhì đó là quyền lực mềm, là mình xây dựng niềm tin, mình thuyết phục, mình động viên và đặc biệt là trang bị những kiến thức truyền thông, những kỹ năng và những phương pháp để người ta hiểu hơn và người ta làm một cách nó có ý thức, tốt đẹp hơn. Và thứ ba là mình phải quản trị thông tin, mà để làm sao cho những thông tin đó chắc chắn rằng nó, những cái thông tin mà mình truyền đi đó nó phải chính xác và nó chuyển được đến đúng người. Và cuối cùng là mình phải xây dựng cái văn hóa truyền thông. Dạ, như vậy thì cái văn hóa truyền thông ở đây nó sẽ được biểu hiện theo những hướng nào ạ, thưa cha, thưa Đức? Ở đây thì tôi muốn nói đến hướng đến cái văn hóa ứng xử. Đó là những cái đẹp, cái giá trị trong cái ứng xử được biểu hiện qua hai cái lĩnh vực chính. Thứ nhất là ngôn ngữ mình sử dụng. Thứ hai là thái độ ứng xử của mình. Tất cả những điều đó, từ cái ngôn ngữ đến cái thái độ ứng xử của mình, nó phải nhằm phát triển cuộc sống cá nhân và cộng đồng, hướng đến một giá trị cốt lõi, đó là chân thiện mỹ. Dạ. Thời gian gần đây thì con cũng theo dõi trên truyền thông và con có nghe tới một cái khái niệm là khủng hoảng truyền thông. Thì con cũng không biết là cái khái niệm khủng hoảng truyền thông đó thì chúng ta nên hiểu nó như thế nào ạ, thưa Đức Cha? Thực sự cái khủng hoảng truyền thông đó là những cái điều mà về phương diện truyền thông người ta gây ra những khủng hoảng cho con người. Và cái khủng hoảng này nó có thể đến từ hai nguồn. Cái thứ nhất là cái bản thân của những thông tin đó, nó tạo nên, ví dụ những tin giả, những tin đánh lạc hướng, rồi những tin nguy hại. Đó là những cái điều mà tự cái thông tin đó nó gây khó khăn cho cái người mà tiếp nhận nó. Và cái thứ hai là trong cái quá trình truyền thông nó tạo ra,
Ví dụ như khi người ta truyền thông thì người ta có những cái ngụy tạo, những cái nguồn thông tin, người ta bóp méo thông tin, người ta phóng đại nó đi, và người ta giật tiếp những thông tin để đánh lạc hướng người nghe và ta câu like. Thưa Đức Cha, cột trụ thứ ba của sứ mạng truyền thông là đạo đức trong truyền thông. Vậy Đức Cha nghĩ như thế nào về đạo đức trong truyền thông hiện nay? Khi nói về đạo đức truyền thông thì tôi đề cập tới hai lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất đó là nền tảng đạo đức. Tức là cái điều chính yếu nó vẫn là người ta chọn sử dụng cho mục đích tốt hay xấu. Và cái thứ hai nó là cái nguyên tắc đạo đức. Nó bao gồm bốn cái điều. Thứ nhất là trung thực, bởi vì sự thật là điều thiết yếu cho sự tự do cá nhân và cho cộng đồng. Cái thứ hai là cái trách nhiệm với cái thông tin mình truyền đi, không có bóp méo, cũng không phân biệt đối xử. Cái thứ ba là chính trực, tức là mình bảo vệ sự thật nhờ truyền thông đó, đứng về phía những người yếu thế. Ví dụ như truyền thông thì phải đứng về phía những người nghèo, những người già, trẻ em, người bị áp bức, người khuyết tật, người hay bị gạt ra bên lề xã hội. Và cuối cùng là không nên sử dụng truyền thông để khai thác những người dễ bị tổn thương cho mục đích cá nhân hay là lợi nhuận. Dạ, như vậy thì thưa Đức Cha, cái cột trụ thứ ba nó chính là đạo đức trong truyền thông. Mà nếu như chúng ta nói tới đạo đức thì không thể nào không nói tới giá trị của con người. Vậy thì với Đức Cha, giá trị của con người sẽ được đặt trên nền tảng nào ạ? Nói về vấn đề này thì tôi xin mượn cái ý của nhà toán học vĩ đại Al-Khwarizmi đó. Thì khi ông được hỏi về giá trị của con người thì ông đã trả lời là cái nền tảng của con người là đạo đức. Nên nếu có đạo đức thì giá trị của bạn có thể là một. Số một, có đạo đức là number one đó. Nhưng mà nếu có cùng với đạo đức đó có thêm thông minh thì thêm một số không nữa, thì như vậy là tổng giá trị nó sẽ là 10. Và nếu có giàu có nữa thì thêm được một số không nữa, là như tổng giá trị nó sẽ là 100. Mà nếu có thêm cái xinh đẹp lại có thêm được một số không nữa, là như vậy là giá trị sẽ thành 1000. Nhưng mà nếu thiếu đạo đức thì tương ứng với mất số 1, thì như vậy giá trị của bạn sẽ chỉ còn là số 0. Mà không phải một con số 0 mà ba con số 0 là. Thì như vậy cái giá trị của con người được đặt trên cái nền tảng đạo đức. Vì ngay cả trong cái truyền thông, khi chúng ta được gọi là tự do ngôn luận, nhưng sự tự do này phải được đặt trong đạo đức. Như triết gia Kant đã khẳng định rằng nếu mà không có đạo đức thì không có tự do. Thì đặt nền tảng đạo đức trên như là một cái kim chỉ nam cho mình. Và thực sự mình thấy đó cũng là điều mà chúng ta thấy, có thể kinh nghiệm trong xã hội đó. Có những người nhân danh tự do nhưng mà thiếu cái đạo đức, cuối cùng thì họ mất tự do. Thưa Đức Cha, chúng ta cũng đã cùng đi qua ba trụ cột chính của sứ mạng truyền thông. Vậy Đức Cha có thể tóm kết lại cho chúng con ba trụ cột chính của truyền thông là như thế nào? Như từ lúc đầu thì chúng ta thấy là truyền thông nó mang thêm một sứ mạng giáo dục. Và mỗi thông tin của chúng ta gửi đi nó cần chạm vào lòng người, làm cho cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Nó giúp cho chúng ta gần nhau hơn, xây dựng và bảo tồn cái văn hóa của mình, đồng thời hội nhập được tinh hoa của những văn hóa khác mà không đánh mất chính mình. Nhưng trên hết, để đạt được cái phẩm chất như trên thì truyền thông cần phải đặt đạo đức làm nền tảng. Thì cái điều này tôi thấy đây cũng là một cái khái quát cho cái vấn đề những cái cột trụ căn bản của truyền thông. Hy vọng là trong những cái buổi tọa đàm sắp tới, tôi sẽ dần dần triển khai một cái chi tiết hơn và sâu xa hơn cho những cái cột trụ này. Hy vọng là nó có thể giúp ích được cho những người nghe và cho bà con của mình để có thể hiểu về truyền thông hơn và sử dụng truyền thông một cách đúng đắn. Dạ. Đối với con là một giáo dân thì chủ đề của buổi tọa đàm ngày hôm nay cũng cho con rất là nhiều những cái kiến thức cũng như là những góc nhìn để con có thể hiểu sâu sắc hơn về ba cột trụ của truyền thông ạ. Chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Cha
về những hướng dẫn rất căn bản và đầy thao thức, đầy trăn trở cho sứ mạng truyền thông hiện tại của Giáo hội Việt Nam. Chúng con hy vọng và tin rằng qua những chia sẻ quý giá này sẽ giúp cho chúng con, cả người phục vụ truyền thông hay là người đang sống trong dòng chảy của truyền thông, đều có thể hiểu được những định hướng và những cái gợi ý sát hợp cho việc tham gia loan báo tin mừng như những người môn đệ của Đức Kitô tại những nơi và những cách thế mà con người hôm nay đang gặp gỡ nhau, và để gặp gỡ chính đấng là chân thiện mỹ. Một lần nữa chúng con xin chân thành tri ân Đức Cha. Kính thưa quý vị và các bạn, buổi tọa đàm của Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.